Nó ra đời từ tác phẩm Thương Hàn Luận của Trương Trọng Cảnh vào cuối đời nhà Đông Hán. Thì khi đó ông không có nhiều công cụ giống hiện nay. Ông sử dụng cái công cụ ông tự sáng tác là cái biện chứng bệnh theo lục kinh để ông khám chẩn đoán và đưa ra các bài thuốc điều trị. Chúng ta sẽ xem coi các hội chứng bệnh của lục kinh nó như thế nào. Đại cương. Chứng bệnh của lục kinh là một trong những phương pháp biện luận để chẩn đoán phân biệt các bệnh ngoại cảm. Có nghĩa là công cụ này thường để dùng biện bệnh ngoại cảm. Trên lâm sàng, chúng ta ít gặp bệnh ngoại cảm, vì vậy chúng ta ít dùng tới công cụ này. Nhưng mà trong thực tế cuộc sống, vấn đề cảm mạo phong hàn, vấn đề cảm mạo phong nhiệt, vấn đề cảm thời tiết, cảm nắng, vân vân, rất thường gặp. Nên trong thực tế thì công cụ này đã được ứng dụng nhiều hơn. Điển hình của bài thuốc liên quan tới các bệnh ngoại cảm như bài Quế Chi Thang này, bài Ma Hoàng Thang, nó cũng xuất phát từ cái Thương Hàn Luận, xuất phát từ cái lục kinh biện chứng mà ra. Thì các bạn K33 nghe hai bài này rất là quen tai, những bài kinh điển để chữa cảm mạo. Phương pháp này được Trương Trọng Cảnh đời nhà Hán Trung Quốc dựa trên cơ sở lý luận của Nội Kinh quyển Tố Vấn Nhiệt Luận tổng kết thành quyển sách có tên là Thương Hàn Luận. Cấu trúc của lục kinh biện chứng nó gồm nói lên bệnh của ba kinh dương và bệnh của ba kinh nam. Bệnh của ba kinh dương có thể tạm cho là nó nằm ở phía bên ngoài, bệnh của ba kinh nam là nằm phía bên trong. Đúng. Thì khi mà bệnh ở giai đoạn đầu thì nó lẫn quẩn, nó truyền biến ở trong ba kinh dương, nhưng mà khi nó tiến sâu vào trong thì nó sẽ truyền vào ba kinh nam. Bệnh có thể từ kinh dương chuyển vào kinh nam và ngược lại, cũng có thể phát xuất ở kinh nam nhưng mà thông qua điều trị có thể đẩy nó ngược ra ở ba kinh dương. Khi bệnh còn ở ngoài nông thuộc ba kinh dương thì chúng ta có bệnh của kinh thái dương, bệnh của kinh dương minh, bệnh của kinh thiếu dương. Lúc này về mặt tạng phủ mà nói, vị trí bệnh là đa phần là nó nằm ở phủ, nằm ở phủ. Nó sẽ dần từ biểu nhập lý. Khi bệnh nằm ở kinh thái dương thì về mặt bát cương mà nói là nó thuộc biểu. Khi mà nó truyền vào tới dương minh, truyền vào tới thiếu dương thì là nó đã thuộc lý. Đó. Sự truyền biến theo thứ tự thông thường của chúng là khi mới cảm phải ngoại tà. Khi mà lưu ý là lục kinh biện chứng này dùng để biện bệnh ngoại cảm chứ không phải biện bệnh nội thương. Thành ra cái này chúng ta thấy ít sử dụng trong những bệnh tiêu khát ha, hay là bệnh trúng phong không, hay là bệnh tý chứng. Những cái đó chúng ta ít thấy bàn tới vấn đề lục kinh. Lục kinh biện chứng thường dùng trong bệnh ngoại cảm như là cảm mạo, ho, sốt, sổ mũi, đau nhức đầu đó. Thì cái hướng truyền biến thông thường của nó là ngoại tà, đầu tiên nó xâm phạm vào thái dương, sau đó nó sẽ truyền vào dương minh, rồi truyền vào thiếu dương, truyền vào thiếu dương. Đặc điểm khi mà bệnh nó còn nằm ở giai đoạn của ba kinh dương thì là chính khí chưa suy, chính khí của cơ thể còn tốt, chưa suy. Đa phần biểu hiện là thực chứng, đa phần là biểu hiện thực chứng. Nói tới bệnh của ba kinh năm thì ba kinh năm đó là kinh thái âm, kinh thiếu âm, kinh huyết âm. Và khi nó vào tới ba kinh năm thì bệnh thường nó đã vào tới tạng, vào tạng. Chúng ta cũng biết là so sánh một cách tương đối trong cái bài bát cương,
Phủ là thuộc biểu, tạng là thuộc lý. Bệnh ở phủ là còn nhẹ, vô tới tạng là thuộc là nặng. Nên bệnh của ba kinh năm là thường, là nó vào tới thứ tự truyền biến thông thường của nó là thái âm, truyền thiếu âm và cuối cùng truyền là huyết âm. Truyền vào huyết âm là bệnh nghiêm trọng, nặng, tỷ lệ tử vong cao. Và lúc này thường bệnh của ba kinh năm nó có một cái đặc điểm chung là chính khí hư suy. Chính khí lúc này là hư suy, thuộc hư chứng, thuộc hư chứng. Chính khí nó hư suy, nó không đủ sức để kháng tà nữa, cho nên tà nó xâm nhập sâu vào tới tạng, xâm nhập sâu vào tới trong lý, và thường nó sẽ biến thành hư chứng, từ thực chứng chuyển thành hư chứng. Và cũng nói thêm không, khái niệm về biểu lý bắt đầu được nhắc nhiều, hay nói cách khác là được hình thành, có thể là cơ sở nó đã từ nội kinh nhưng mà được đánh dấu là xuất hiện là từ Thương Hàn Luận mà ra, từ Thương Hàn Luận mà ra. Mà các bạn thấy rằng đúng không? Thương Hàn Luận vô là người ta giới thiệu gì, chẩn đoán phân biệt bệnh ngoại cảm, cho nên biểu lý ở đây dùng để luận về bệnh ngoại cảm. Bệnh phải có nguyên nhân là liên quan tới lục dâm, lục dâm chi tà gây bệnh, nó không liên quan tới sang chấn, những bệnh sang chấn đau thần kinh tọa hay những bệnh viêm da, nó không phải là lục dâm. Cho nên mặc dù vị trí bệnh nó tại da là tại biểu, nhưng mà không ai nói là biểu chứng hết. Nguồn gốc của từ biểu chứng lý chứng là nó xuất phát từ Thương Hàn Luận. Vì vậy trong bệnh án tôi mới quy ước không? Bát cương không? Anh viết chữ biểu đó là phải là biểu chứng. Đó. Anh đừng có nói với tôi là em viết chữ biểu đây là em chỉ muốn nói vị trí bệnh tại biểu, chứ em không muốn nói là bệnh tại biểu chứng. Không có luận gì hết, không có lập luận gì hết. Từ đâu tôi đã nói rồi, bát cương trong bệnh án chúng ta là biểu chứng. Vị trí bệnh tại biểu hay tại lý, cái đó là chuyện sau, không được ghi trong đó. Cái đó thì muốn ghi chỗ nào ghi, hay là muốn lập luận sao đó ở chỗ nào đó. Còn đã đặt bút xuống bát cương viết chữ biểu đồng nghĩa với biểu chứng, chứ không có biện minh là vị trí bệnh tại biểu. Bát cương nó xuất phát từ Thương Hàn Luận, Thương Hàn Luận là phải ngoại cảm, biểu là phải biểu chứng. Và dĩ nhiên biểu chứng ở đây phải đồng nghĩa với vị trí bệnh tại biểu và cộng thêm các triệu chứng của biểu chứng nữa thì mới ra được biểu chứng. Còn các bệnh về sang chấn hay bệnh viêm da, vị trí thì tại biểu nhưng không phải do ngoại cảm lục dâm và không có biểu chứng, cho nên không được gọi là bát cương là biểu nữa. Chúng ta tìm hiểu về Thái Dương kinh bệnh. Thái Dương là nó bên ngoài cùng nhất. Thái Dương kinh là nó ngoài cùng nhất, là nó là hàng rào của cơ thể. Nó chủ về vùng biểu. Nó chủ về vùng biểu. Và trước khi nói tiếp tôi cũng xin nhấn mạnh lại một điều ở đây. Phải quy ước với nhau nữa, học với tôi phải quy ước. Bởi vì tôi sợ nhiều khi các thầy cô khác là người ta có cái quy ước khác. Người ta nói tôi độc đoán quá, tại sao phải như thế, tại sao anh phải quy định là như thế. Thì cái này cá nhân tôi quy định, bài này tôi dạy, bài này tôi hỏi thi thì phải theo ý tôi, chứ không có nói cái này là chân lý hay không chân lý nữa. Hôm trước hỏi về lưỡi cũng vậy, tôi hỏi nói hỏi cái bạn đó hãy trình bày khám lưỡi theo công thức số 3. Cái người ngồi kế bên tôi giật mình nói ủa trước giờ làm gì có nghe nói khám lưỡi theo công thức số 3, giáo trình cũng vô nghe nói khám lưỡi công thức số 3. Tôi nói này tại tôi quy ước, tôi đã dạy rồi. Tôi hỏi có học không, có trả lời đúng có điểm, trả lời sai không có điểm. Cái này câu này của riêng tôi thôi, thành ra các thầy cô khác chưa chắc biết cái vụ đó.
nên mình quy ước nhau. Còn có quy ước này đúng hay sai, chuyện đó tính sao? Ai cảm thấy đúng, nghe theo thì làm. Cảm thấy sai, bỏ nó qua đi, học thi xong bỏ qua. Thì tôi mới quy ước như thế này. Thái Dương Kinh, tôi xin quay lại cái slide này. Thái Dương Kinh, Dương Minh Kinh, Thiếu Dương Kinh, Thái Âm Kinh, Thiếu Âm Kinh và Quyết Âm Kinh là tên của một hội chứng bệnh. Tôi quy ước đây là tên của hội chứng bệnh. Đừng lầm lẫn với 12 đường kinh. Kinh Thái Dương ở đây không đồng nghĩa với thủ Thái Dương gì đó, thủ Thái Dương tiểu trường thì phải, thủ Thái Dương tam tiêu, không đồng nghĩa với túc Thái Dương bàng quang. Thủ Thái Dương tam tiêu hay là túc Thái Dương bàng quang là cái đó là 12 đường kinh. Còn kinh Thái Dương ở đây thì hãy hiểu nó là tên của hội chứng chứ không phải là đường kinh Thái Dương. Nào, quy ước với nhau như thế. Có nghĩa là khi mà anh nói tới lục kinh biện chứng, anh nói Thái Dương kinh là anh muốn nói một cái hội chứng bệnh nó có tên là Thái Dương kinh gồm các triệu chứng ABC, anh kiếm được triệu chứng đó thì gọi là Thái Dương kinh bệnh chứng. Chứ anh đừng có lầm lẫn là Thái Dương kinh bệnh chứng là biểu hiện của bệnh dọc theo đường kinh của túc Thái Dương bàng quang và thủ Thái Dương tam tiêu. Chết, không được như thế, triệu chứng nó không có như thế đâu. Giờ mình quy ước với nhau, kinh Thái Dương, kinh Dương Minh, Thiếu Dương vân vân là tên của hội chứng bệnh. Thì Thái Dương kinh bệnh chứng là một hội chứng bệnh nó có tên là Thái Dương kinh bệnh. Thái Dương kinh bệnh chứng là một hội chứng bệnh nó có tên là Thái Dương kinh bệnh. Hội chứng bệnh này nó có các triệu chứng như thế nào? Thời của Thương Hàn Luận, người ta nói triệu chứng đó là người ta gọi là từ mạch chứng chủ yếu. Mạch chứng chủ yếu tức là người ta bắt mạch và hỏi triệu chứng. Người ta tìm ra những cái mạch và chứng chủ yếu. Thì ở đây mình xem như là triệu chứng đó, cộng cả triệu chứng toàn thơ, triệu chứng thực thể và triệu chứng cơ năng. Thì các triệu chứng chủ yếu của Thái Dương kinh bệnh là gì? Mạch phù, đầu gáy, vùng cổ gáy phía sau cứng đau, ố hàn. Mạch phù, đau cổ gáy, ố hàn, ba cái triệu chứng để nhận biết đó là Thái Dương kinh bệnh. Chúng ta thấy hình như nó giống giống biểu chứng không? Giống giống triệu chứng của biểu chứng. Nó không có triệu chứng, không có chỉ sốt thôi. Nó có mạch phù, ố hàn. Nhưng mà biểu chứng người ta cũng có ghi là có đau đầu mình đó. Hắt hơi nghẹt mũi đau đầu mình. Thì này có đau đầu mình. Vậy là chỉ có thiếu có chữ sốt thôi. Nó giống giống của biểu chứng. Mạch chứng chủ yếu là mạch phù, đầu gáy cứng đau, ố hàn. Phân tích tại sao có triệu chứng đó. Người ta cho rằng ngoại cả là khi mà nó xâm nhập vào vùng cơ biểu vào phu biểu thì chính khí sẽ được quy động ra để kháng tà ở vùng biểu, cho nên sẽ tạo ra mạch phù. Cái thứ hai giải thích tại sao có đau ở cổ gáy là trong cái hội chứng bệnh này thì ngoại tà nó xâm phạm vào túc Thái Dương kinh bàng quang. Lúc này là đi vô đường kinh nè. Nó đi vào túc Thái Dương kinh bàng quang, mà túc Thái Dương kinh bàng quang thì đi từ đầu xuống vùng cổ gáy là xuống dưới chân. Thành ra khi nó mới xâm nhập thì nó ở vùng đầu, cho nên là ở vùng phía sau đầu nó sẽ cứng đau do cái ngoại tà nó xâm nhập chỗ đó, nó làm cho khí cơ kinh lạc cái vùng đó bị tắc trở dẫn đến đau. Còn ố hàn là bởi vì ngoại tà nó đang xâm chấn ở vùng biểu. Vệ dương nó bị uất ác ở trong, nó không thể nào ra phía ngoài để ôm ấm cơ thể. Cho nên cơ thể bệnh nhân ố hàn, ố phong. Thành ra chúng ta thấy ở đây, Thái Dương kinh bệnh chứng, nó không biểu hiện đầy đủ các triệu chứng của đường kinh túc Thái Dương bàng quang và không có kể tới đường kinh thủ Thái Dương tam tiêu. Nên tôi mới nói đừng có lầm lẫn với cái kia. Khi các bạn học đến cái phần châm cứu thì để nhận biết
Bệnh trên đường kinh, túc thấy dương bàng quang nó còn nhiều triệu chứng lắm. Cái này nó chỉ mới ở cái giai đoạn đầu thôi. Và trong thái dương kinh bệnh chứng, người ta còn phân hai loại là thái dương trúng phong và thái dương thương hàn. Hồi trước có nói về thái dương trúng phong thương hàn nó qua, tôi nói là thái dương trúng phong. Người ta hay gọi là bát, họ gọi bát cương của nó là biểu hư, không, biểu hư chứng. Là nó sốt, ố hàn, ố phong và nó có ra mồ hôi, mạch thì phù hoãn. Còn thái dương thương hàn là bát cương nó là biểu thực chứng. Biểu thực chứng là nó sốt ố hàn, mạch phù nhưng mà không đổ mồ hôi, nó không đổ mồ hôi, mạch thì phù khẩn. Thì lúc đó tôi cũng quy ước các bạn, tôi nói là trong cái trường hợp này biểu hư chứng hay là biểu hư hàn cũng được, là tên gọi chứ không phải là bát cương. Theo cái mình đang học không phải là biểu chứng cộng hư chứng cộng hàn chứng, mà hình này biểu hư hàn là tên, là một cái tên. Ý muốn nói là do cơ phu nó lỏng lẻo thôi chứ không có hư chứng, không có khí hư huyết hư gì bên trong hết. Còn biểu thực hàn ở đây là ý muốn nói là lỗ chân lông nó đóng kín lại, nó giữ được mồ hôi, nó không để mất tân dịch, cho nên ta gọi là biểu thực hàn. Có nghĩa là cái chính khí nó còn tốt, nó khác với cái nghĩa của hư chứng hay thực chứng ở bên bát cương mình học. Thái dương trúng phong, bệnh cơ chủ yếu, có nghĩa là cơ chế bệnh chủ yếu là do phong tà là chính. Phong hàn nó xâm phạm thiệt nhưng mà cái phong tà là chủ yếu, nó xâm tập, nó khiến cho dinh vệ bị thất đều. Sau này học thương hàn luận, đại học còn học thương hàn luận nữa, sau này sẽ nói về dinh vệ thất đều nhiều hơn, bây giờ chúng ta không nói nhiều. Triệu chứng của thái dương trúng phong là sốt, ố phong, đau đầu, tự hãn, có đổ mồ hôi, mạch phù hoãn, có lúc nghẹt mũi và nôn khan. Phân tích thì bây giờ không nói nữa, ở mức độ đại học thì không nói về phân tích nữa, hồi nãy tôi nói hơi dư. Với giả lại nếu tôi nhớ không lầm, như là giáo trình của đại học hình như là sau này đã cắt bỏ phần phân tích. Phân tích nó sâu quá dành cho dạy sau đại học, để nó nhẹ cái bài giảng xuống. Với sinh viên học nó cũng đỡ. Nên ta tập trung vào cái triệu chứng. Thái dương trúng phong là sốt, ố phong, đau đầu, có mồ hôi, tự hãn, mạch phù hoãn, có lúc nghẹt mũi và nôn khan. Bát cương là biểu hư. Bát cương là biểu hư. Thái dương thương hàn là do hàn tà chiếm ưu thế, nó tập biểu, có nghĩa là nó tấn công, tập ở đây là tập kích, hàn tà nó tấn công về vùng biểu và vệ dương nó bị thúc, thúc ở đây là bị trói buộc, do hàn nó có tính thu dẫn, nó sẽ trói buộc, nó bắt nhốt cái vệ dương, làm cho vệ dương không thể nào đi ra được vùng biểu, không làm được cái nhiệm vụ ôn ấm, và nó cũng khiến cho cái dinh âm bị uất trệ, nó khiến cho cái dinh âm khó lưu thông được, bị uất trệ. Đó là bệnh cơ chủ yếu. Bệnh cơ chủ yếu có nghĩa là cơ chế bệnh chủ yếu. Người ta không nói dài dòng, ngày xưa người ta chỉ nói có bốn chữ, bốn chữ, như 12 chữ, tổng cộng 12 chữ để người ta bao quát, khái quát quá về cái cơ chế bệnh chứ không giải thích dài dòng. Là người ta nói là chính vì hàn tà nó xâm phạm vào vùng biểu, nó khiến cho cái vệ dương bị trói buộc, bị thúc ép không thể nào ra bên ngoài được, không ôn ấm được cơ thể, và nó cũng đồng thời nó cũng khiến cho cái máu huyết, dinh âm là máu huyết ở đây nó lưu thông bị uất trệ. Đó là cơ chế bệnh chủ yếu. Triệu chứng của nó sốt, ố hàn, đau gáy, đầu gáy thì cứng đau, đau nhức mình mẩy, đau nhức mình mẩy và không mồ hôi, đúng không? Thương hàn, thái dương thương là không mồ hôi, mạch thì phù khẩn, có thể xuất hiện thêm suyễn. Thái dương trúng phong thì chúng ta thấy không có đau nhức mình mẩy, đau đầu thì có, nhưng mà thái dương thương hàn thì do hàn nó có tính thu dẫn, nó làm co cứng cơ, nên có thể xuất hiện đau, đau nhức mình mẩy. Bát cương là biểu thực, bát cương là biểu thực. Chúng ta hôm nay dừng ở đây, kết thúc sớm 5 phút để cho các bạn còn chuẩn bị để đi học 2 tiết sau. Chúng ta dừng ở đây.